Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục Hỏi Đáp cùng với Trương Mỹ Duyên. Trong video này, Mỹ Duyên sẽ trả lời một cái câu hỏi của bạn độc giả gửi đến cho fanpage Mỹ Duyên. Bạn đó có hỏi như sau: chị ơi, em đang học lớp 10, tại sao da em cứ mỗi khi lấy mụn và peel da tại spa, về nhà mụn thuyên giảm hẳn, nhưng sau một thời gian mụn lại, lên lại, chị tư vấn giúp em. Với những bạn tuổi dậy thì đang học lớp 10 thì các bạn đang trải qua cái giai đoạn đó là giai đoạn tuổi dậy thì. Với cái giai đoạn này, ngoài cái việc mà bạn kết hợp các cái phương pháp tại spa hoặc là lấy nhân mụn, lấy các cái dịch mủ lên, nó là một điều tốt. Tuy nhiên thì các cái thói quen cũng như ăn uống tại nhà nó rất quan trọng. Nó quyết định được rằng là bạn có duy trì được cái làn da giảm mụn hoặc là hết mụn sau đó hay không. Và trong video này, và để trả lời cái câu hỏi của bạn độc giả này, thì Duyên chia sẻ hai cái lưu ý rất là quan trọng mà bạn nếu mà muốn mụn của mình hết hẳn. Cái lưu ý thứ nhất đó là thói quen sinh hoạt của bạn tại nhà. Và với cái lưu ý này thì về cái phương pháp hoặc là cái cách chăm sóc da thì Mỹ Duyên đã chia sẻ trong cái video trước đây. Các bạn có thể xem lại cái video về cách chăm sóc da mặt cho tuổi dậy thì tại nhà. Đối với cái thói quen ở nhà thì bạn lưu ý rằng là ở cái bước làm sạch da bạn không nên bỏ qua. Bởi vì Mỹ Duyên cũng đã có con ở cái tuổi lớp 9 là cũng đang trong tuổi dậy thì. Ở những cái thời điểm mà em ấy lười biếng trong vấn đề làm sạch da hoặc là làm sạch bao gối thì da bắt đầu nổi mụn trở lại. Vì vậy cho nên rằng là em muốn hết mụn hẳn thì em hãy quan tâm đến chế độ làm sạch da, hãy làm sạch da đều đặn, hãy làm sạch da đúng cách và hãy tìm hiểu chọn những sản phẩm làm sạch da dịu nhẹ phù hợp với làn da. Cũng lưu ý nữa đó là em hãy tập cho mình một cái thói quen ngủ sớm. Bởi vì ngày nay khi mà các em sở hữu trong tay là các cái thiết bị điện tử, buổi tối sau giờ học xong thì thường là các em sẽ giải trí bằng cách là gì, lướt Facebook hoặc là TikTok hoặc là TikTok hoặc là YouTube. Thì với cái thói quen này á, nhiều khi thời gian nó trôi qua, nó qua 11, nó qua 12 giờ mà các em không đi ngủ, thì lúc này cái da của mình nó sẽ kích thích các cái tuyến dầu hoạt động mạnh hơn và tuyến và dầu nó sẽ tiết ra nhiều hơn. Dầu là một trong những cái nguyên nhân chính gây ra mụn, cho nên là các em lưu ý rằng là phải tập cái thói quen ngủ sớm. Điều nữa là nếu mà các em đang có trong tay những sản phẩm trị mụn, chẳng hạn như Tretinoin, Salicylic Acid hoặc là Benzoyl Peroxide, thì các em nhớ rằng là hãy chấm lên các cái đầu mụn một ngày 2 lần sáng và tối và hãy chấm đều. Mình đừng có lười là ngày thì mình nhớ hoặc là mình hứng lên thì mình làm, còn nếu mà ngày nào mình lười biếng thì mình bỏ qua, thì như vậy thì da mình nó sẽ không thể nào nó hết mụn hẳn. Một cái điều tốt cho cái làn da tuổi dậy thì tiếp theo đó là các em nên tập cho mình cái việc mà thể dục hàng ngày ít nhất là 20 phút. Và bình thường thì nên tập cho mình một cái thói quen thể dục 1 tiếng một ngày. Bởi vì cái việc mà mình tập thể dục nó giúp cho cái cơ thể mình nó toát mồ hôi, và lúc này những cái độc tố ở bên trong cơ thể nó sẽ đào thải ra ngoài, và da của mình nó cũng được thanh lọc, và da của mình nó cũng được cải thiện các cái vấn đề về bệnh lý liên quan đến da. Lưu ý thứ hai mà quan trọng giúp cho cái tuổi dậy thì có thể giảm mụn rõ rệt hoặc là hết mụn hẳn, đó là chế độ ăn uống. Ngày nay thì mình thấy rằng là các bạn trẻ thích những cái loại ví dụ như là trà sữa, thích ăn những đồ ngọt, thích uống những cái chất kích thích có ga chẳng hạn như nước ngọt, rồi thích ăn những cái đồ ăn chế biến sẵn chẳng hạn như là đùi gà hoặc là những cái như là gà rán chẳng hạn, thì các em nên nhớ rằng là trong giai đoạn này mình sẽ tiết giảm những cái thức ăn nó có chứa, thứ nhất là tinh bột nè, hoặc là uống sữa nhiều nè, hoặc là những cái thức ăn nó chứa dầu mỡ nhiều, rồi nó chứa đồ ngọt, rồi chất kích thích, mình nên tiết giảm để thứ nhất là nó sẽ hỗ trợ cái kết quả điều trị mụn cho mình. Duyên thấy rằng là đây là những cái vấn đề mà các bạn trẻ đang trải qua. Và nếu mà các em mong muốn cái da mình nó sạch sẽ mụn, da mình nó trở nên khỏe mạnh và nó có một cái làn da mịn màng hơn, thì các em nên tập những cái thói quen này để giúp cho cái cơ thể mình khỏe. Thì như Bác Hồ có nói rằng là tập thể dục thể thao, da hồng hào, người mạnh khỏe, đúng không? Cho nên khi mà cơ thể của mình nó có một cái sức khỏe tốt, nó có một cái sức đề kháng tốt, thì nó cũng giúp cho cái da của mình nó sẽ đẩy lùi các cái vấn đề về da liễu, chẳng hạn như là mụn nè, chẳng hạn như là dầu tiết ra nhiều nè. Khi mà tập thể dục thì
thì mồ hôi nó sẽ toát ra, và lúc này nó sẽ đẩy những cái cặn bã ở bên trong cơ thể, nó giúp cho cái da mình được toát mồ hôi này, rồi nó đẩy những cái bã nhờn chui bên trong lỗ chân lông nó sẽ đi ra, kết hợp với cái quá trình chăm sóc da đúng cách của mình nữa. Vậy thì với cái câu hỏi này, bạn lưu ý hai cái vấn đề quan trọng, đó là thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống. Hãy tập cho mình một cái chế độ ăn uống lành mạnh, hãy tập cho mình một cái thói quen sinh hoạt khoa học, thì như vậy nó sẽ giúp cho cái làn da của em giảm mụn, vì như vậy nó sẽ giúp cho cái làn da của em giảm mụn triệt để. Hy vọng rằng là với video này sẽ bổ ích cho em. Hẹn gặp lại tất cả các em trong các video lần sau. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Trương Mỹ Duyên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy bấm vào hình tròn ở giữa đăng ký kênh hoặc xem các video tiếp theo ở bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.